Bạn đã bao giờ nghe về nghịch lý nỗ lực đảo ngược chưa? Một hiện tượng mà chúng ta thường gặp là khi chúng ta đuổi theo một cái gì đó hoặc ai đó, nó lại di chuyển xa chúng ta. Nhưng khi chúng ta để nó một mình, nó lại đến với chúng ta. Cơ chế này có thể khó để hòa hợp với ý tưởng rằng nỗ lực là chìa khóa để thành công. Mặc dù đúng là đạt được mục tiêu thường đòi hỏi nỗ lực, nhưng cũng có một mặt khác của câu chuyện. Luật nỗ lực đảo ngược cho thấy rằng, trong nhiều tình huống, 6X cố gắng chỉ khiến chúng ta càng xa rời khỏi kết quả mong muốn, và chúng ta càng cố gắng thì càng tồi tệ. Nhưng chúng ta không cố gắng thì mọi thứ càng trở nên tốt đẹp hơn. Do đó, để đạt được mục tiêu không chỉ đòi hỏi phải chăm chỉ, mà chúng ta cũng phải kiêng nể không hành động. Và để biết khi nào nên hành động và khi nào không, chúng ta cần trí thông minh và kỹ năng. Tác giả Mark Manson từng nói, muốn có một trải nghiệm tích cực là một trải nghiệm tiêu cực. Chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực là một trải nghiệm tích cực. Vì vậy, càng muốn hạnh phúc, chúng ta càng ít hạnh phúc, vì chúng ta đang củng cố một cảm giác thiếu hụt. Và nếu chúng ta hài lòng với mọi thứ như chúng đang diễn, thì đột nhiên chúng ta có những gì chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng trong video này, chúng ta sẽ khám phá luật nỗ lực đảo ngược từ góc nhìn của hiệu suất, đạt được mục tiêu và vượt qua nỗi sợ hãi. Sự vô ích của việc cố gắng, luật nỗ lực đảo ngược đã được nhà văn và nhà triết học người Anh Aldous Huxley đặt ra một lần. Ông nói rằng, chúng ta chỉ đạt được sự thành thạo bằng cách kết hợp sự thư giãn với hoạt động. Càng cố gắng với ý thức muốn làm điều gì đó, thì chúng ta sẽ càng ít thành công. Hãy tưởng tượng một người mắc chứng mất ngủ cố gắng để ngủ. Càng cố gắng, anh ta càng thấy mình tỉnh táo lâu hơn. Và càng tỉnh lâu, anh ta càng trở nên nản lòng và cố gắng càng nhiều. Nhưng sau một thời gian, người mắc chứng mất ngủ ngừng cố gắng, chấp nhận rằng anh ta không thể ngủ. Và đột nhiên, mà không cần bất kỳ nỗ lực nào, anh ta lại ngủ say. Ngủ là một trong những điều mà chúng ta không thể ép buộc. Tuy nhiên, chúng ta thường cố gắng để ngủ. Với kết quả kinh khủng, khi chúng ta nhìn vào bản chất của giấc ngủ, điều này không phải là một sự ngạc nhiên lớn. Chúng ta có thể thấy giấc ngủ là hình thức tối ưu của sự thư giãn. Do đó, việc cố gắng để ngủ khá mâu thuẫn. Khi chúng ta làm một nỗ lực hoặc thậm chí ép buộc bản thân để thư giãn, điều này trái ngược hoàn toàn với sự thư giãn. Một điều khác mà chúng ta không thể ép buộc là sự hấp dẫn. Càng đuổi theo ai đó, chúng ta càng trở nên ít hấp dẫn. Nhưng nếu chúng ta dừng lại, chúng ta trở nên khó nắm bắt hơn và sự hấp dẫn có thể tăng lên. Như câu tục ngữ nói, theo tình, tình chạy, chạy tình. Tình theo, cố gắng quá mức thường dẫn đến kết quả không như ý muốn. Triết gia và bác sĩ tâm thần Viktor Frankl quan sát rằng khi chúng ta tập trung quá nhiều vào việc đạt được các kết quả cụ thể và ngăn chặn các kết quả khác, chúng ta tạo ra lo âu dự đoán. Trong nhiều trường hợp, sự quá đặc biệt này dẫn đến tình huống mà chúng ta cố gắng tránh. Một ví dụ từ cuốn sách Ý nghĩa cuộc sống của con người của ông là một người nói lắp vừa vặn cố gắng không bị nói lắp. Nhưng vì anh ta cố gắng quá mạnh, lời nói của anh ta trở nên lung lay hơn khi anh ta lo lắng không nói nhanh chóng hơn. Và vì vậy, điều này cũng xảy ra với nhiều điều. Nếu chúng ta cố gắng thái hóa để thưởng thức cuộc sống, chúng ta có thể không thực sự thưởng thức cuộc sống vì chúng ta quá tập trung vào kết quả mà sự tập trung chính nó là không dễ chịu. Điều này có vẻ khó hiểu, nhưng bạn thử suy nghĩ về nó thử xem. Nó vẫn khó hiểu. Viktor Frankl cung cấp cho chúng ta một phương pháp thực hành gọi là ý định phản ngược. Phương pháp này có thể giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi ý định thái hóa hoặc nói cách khác, không cố gắng quá nhiều. Bằng cách áp dụng ý định phản ngược, chúng ta chuyển đổi quan điểm từ việc tránh các kết quả cụ thể như nói lắp hoặc không thể ngủ được. SNG mong muốn những kết quả này bằng cách mong muốn những điều chúng ta trước đó đã cố gắng ngăn chặn xảy ra. Chúng ta ít có khả năng bị bại trước lo âu vì chúng ta loại bỏ áp lực của việc muốn kết quả. Vì vậy, chúng ta có thể ngủ say hơn bằng cách mong muốn để thức tỉnh hơn là cố gắng mạnh mẽ. Đối với hầu hết mọi người, cần luyện tập nhiều và nhiều giờ để có thể thuần thục. Tuy nhiên, sau nhiều lần luyện tập, bạn đột nhiên nhận ra mình đang tự động làm những điều này. Ý thức của chúng ta là một món quà và một lời nguyền. Nó cho phép chúng ta suy luận, phân tích và sử dụng ngôn ngữ. Tuy nhiên, ý thức thường trong tư tưởng mà người Trung Quốc gọi là vô ngã, còn được gọi là trạng thái dòng chảy. Trong trạng thái dòng chảy, các hành động của chúng ta là trôi chảy và không cần sự cố gắng. Như thể chúng xảy ra bởi chính mình. Như thể vũ công trở thành vũ điệu hoặc họa sĩ trở thành bức tranh. Bác sĩ tâm lý học Thụy Sĩ Dung nhận ra rằng ý thức của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của tâm thức. Chúng ta có thể so sánh ý thức với đỉnh của một tảng băng.
trong khi tiềm thức là phần lớn của tảng băng nằm dưới nước, không nhìn thấy cho những người ở trên mặt nước. Do đó, theo quan điểm của Dung, tâm thức tạo ra nhiều quá trình tiềm thức mà ý thức không nhận thức được. Trạng thái dòng chảy dường như đi kèm với sự minh mẫn tâm trí và sự bình thản. Vì vậy,